Điều gì đang xảy ra với một người được thôi miên? Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu rằng một phiên thôi miên luôn có mục đích rõ ràng. Cho dù mục đích là giải trí hay những giá trị sâu xa hơn thì phiên thôi miên đó luôn có mục đích rõ ràng. Bởi vì chỉ khi người thụ cảm có mục đích rõ ràng và có mong muốn được thôi miên thì họ mới ngồi đó và làm theo những đề xuất của chúng ta. Trong quy trình thôi miên, việc chúng ta giúp người thụ cảm hiểu ra giá trị của phiên thôi miên được gọi là giai đoạn quản lý kỳ vọng. Sau khi quản lý được kỳ vọng thì ngay lập tức nhà thôi miên sẽ xác lập được vai trò người dẫn dắt và người nghe theo. Bởi vì lúc này người thụ cảm và nhà thôi miên đều có chung một mong muốn và nhà thôi miên sẽ giúp người thụ cảm đạt được mong muốn đó. Sau khi quản lý được kỳ vọng và xác lập vai trò, nhà thôi miên sẽ giúp người thụ cảm dần dần thoát ra khỏi các suy nghĩ. Điều này là rất quan trọng bởi vì người thụ cảm chưa thực sự hiểu thôi miên là cái gì. Họ có rất nhiều suy nghĩ với thôi miên và có thể nói họ chưa thực sự sẵn sàng với thôi miên. Bởi vậy, điều mà nhà thôi miên nên làm bây giờ là giúp người thụ cảm thoát ra khỏi các suy nghĩ và tạo cho họ một cái sự sẵn sàng để có thể được thôi miên. Để người thụ cảm không suy nghĩ thì ngôn ngữ nói của nhà thôi miên phải hết sức trực quan và tránh được các tiến trình tư duy phát sinh trong quá trình dẫn dụ. Ngôn ngữ nói của nhà thôi miên có rất nhiều điều cần phải chú ý. Ở trong một video nào đó trong tương lai thì tôi sẽ nói kỹ hơn về chủ đề ngôn ngữ này. Sau khi người thụ cảm đã sẵn sàng, nhà thôi miên nhanh chóng khởi động được xu hướng cảm ứng của người thụ cảm. Bởi vì người thụ cảm đi vào tiến trình phân ly, hay nói cách khác là sự suy yếu ý thức. Lúc này người thụ cảm sẽ không phân tích hay phản biện những gì nhà thôi miên nói nữa. Tuy nhiên, ngôn ngữ nói của nhà thôi miên phải có trình tự và có những quy tắc riêng như tôi đã nói ở bên trên. Dựa trên nền tảng là sự suy yếu ý thức, nhà thôi miên tạo ra được thái độ thụ động cho người thụ cảm. Người thụ cảm nghe gợi ý, chấp nhận gợi ý mà không thông qua quá trình suy nghĩ thì ta gọi đó là thái độ thụ động. Khi người thụ cảm đi vào tiến trình phân ly, nhà thôi miên khéo léo cài cắm vào đó một sự cảm ứng rất nhỏ, từ đó gây ra sự nhầm lẫn cho não bộ. Lúc này não bộ sẽ nhầm lẫn rằng sự cảm ứng là do nhà thôi miên tạo ra. Bởi vì thế cho nên họ trở nên cởi mở hơn với những cái cảm ứng phía sau, miễn là cái cảm ứng đó nó không quá vô lý. Ví dụ nhé, bạn bắt đầu cảm thấy mí mắt hơi mỏi và ngủ. Bạn thấy đấy, cái lệnh ngủ đây nó quá vô lý, nó quá vội vàng và nó không hợp lý chút nào cả. Nhưng cách nói này nó sẽ hợp lý hơn này. Bạn bắt đầu cảm thấy mí mắt hơi mỏi. Bạn bắt đầu cảm thấy mí mắt hơi mỏi. Mỏi dần. Mỏi hơn. Mỏi hơn nữa. Hai mí mắt bắt đầu trở nên nặng trĩu. Hai mí mắt bắt đầu trở nên nặng trĩu. Trĩu xuống. Nặng trĩu. Bạn sẽ cố gắng mở mắt cho đến khi cơn buồn ngủ bắt đầu xuất hiện. Mí mắt bây giờ đã rất mỏi. Chúng trở nên mỏi hơn. Mỏi hơn nữa. Mí mắt càng mỏi, cảm giác buồn ngủ càng lúc càng rõ ràng. Cảm giác buồn ngủ càng lúc càng rõ ràng. Bạn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Buồn ngủ hơn. Mí mắt nặng trĩu. Nặng trĩu đến cái mức chúng muốn đóng lại. Và nếu như bạn muốn thì chỉ cần không cố gắng nữa, hãy nhắm mắt lại để cho sự thư giãn nó bao trùm lấy tâm trí của bạn. Nào, nhắm mắt lại và chìm xuống. Đấy, kiểu như vậy. Như bạn thấy đấy, bằng cách kiểm soát được sự phân ly, tôi dễ dàng tạo ra được sự mỏi mắt. Khi sự mỏi mắt xuất hiện, tôi dễ dàng có thể gây nhầm lẫn nó với cái sự nặng trĩu của mí mắt. Cái sự nặng trĩu của mí mắt ở đây là một ảo giác, tức là nó là một cảm ứng. Và bạn để ý ngôn ngữ của tôi nhé. Bạn sẽ cố gắng mở mắt cho đến khi cơn buồn ngủ bắt đầu xuất hiện. Thực tình thì chả cần ai phải cố gắng để mở mắt cả, đúng không? Nhưng cái cách nói của tôi ấy, nó gây nhầm lẫn cho não bộ của người thụ cảm. Tức là tôi đã ngụ ý rằng mí mắt của họ sẽ nhắm lại, đúng không? Thêm nữa là họ đang có sẵn cái sự mỏi mắt rồi, cho nên họ sẽ nhầm lẫn cái cảm giác mỏi mắt đấy với cơn buồn ngủ bắt đầu xuất hiện. Và cảm giác buồn ngủ đã có rồi thì tôi đưa ra thêm gợi ý: bạn cảm thấy buồn ngủ hơn nữa và nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại đây là cái câu lệnh rất là dễ để chấp nhận nha. Nó dễ chấp nhận hơn lệnh ngủ rất là nhiều. Mà chúng ta biết rằng thôi miên không phải là ngủ. Cho nên là những người mà chấp nhận lệnh ngủ ấy là những người rất là dễ tính, khi mà họ chấp nhận cái trạng thái thôi miên này nó là ngủ. Mà đa số thì không ai chấp nhận đây là ngủ cả. Đó là những người rất dễ tính, đó là những người mà nó thuộc 20% dân số thế giới ngay lập tức đáp ứng với thôi miên ấy. Còn những người bình thường chả ai chấp nhận đấy là ngủ cả. Một lộ trình đưa ra gợi ý phù hợp sẽ dẫn tới việc người thụ cảm liên tục thấy cảm ứng xảy ra. Não bộ họ sẽ liên tục cảm thấy nhầm lẫn, và nhầm lẫn đến một mức nào đó, ý thức của người này sẽ mất đi khả năng quay trở lại để can thiệp vào nhận thức. Bởi vì lúc này não bộ người thụ cảm đã chấp nhận rất nhiều các cái cảm ứng liên tục nối tiếp nhau. Cho nên khi nhà thôi miên đưa ra một cảm ứng, người này sẽ ngay lập tức chấp nhận mà không thông qua quá trình suy nghĩ. Bởi vì họ cho rằng cái cảm ứng này nó là điều đương nhiên,
nó là điều bắt buộc phải xảy ra, cho nên ý thức không can thiệp vào để làm gì cả. Kiểu như khi mà tôi nói cái gì cũng đúng ấy, thì việc gì bạn phải suy nghĩ xem tôi nói đúng hay sai, đúng không? Và khi mà ý thức không can thiệp nữa thì đó chính là trạng thái thôi miên hay trạng thái xuất thần. Nó tạo ra tính chất dễ tin đặc trưng của trạng thái xuất thần của thôi miên hiện đại. Và tính chất dễ tin còn có một tên gọi khác, đó chính là tính nhạy cảm hay tính cảm ứng. Vậy thì nhà thôi miên chỉ cần đảm bảo duy nhất đúng một điều thôi, đó chính là không bao giờ được mắc sai lầm trong quá trình dẫn dụ, tránh cho người thụ cảm khởi động tiến trình tư duy. Khi nhà thôi miên thành công thiết lập được trạng thái thôi miên, lúc này nhà thôi miên có thể bắt đầu khai thác được tính nhạy cảm của người thụ cảm cho những mục đích khác nhau của phiên thôi miên như biểu diễn hay trị liệu. Đây là kênh học thôi miên cùng Tiến, nơi cung cấp cho bạn những kiến thức đúng đắn nhất về bộ môn thôi miên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.